Chiều 21 tháng 5 tại Hà Nội, Lữ đoàn Thông tin 205, Binh chủng Thông tin Liên lạc tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 205 triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục khâu yếu, mặt yếu với nhiều hình thức thi đua đa dạng, thiết thực. Qua đó đã thúc đẩy đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác, bảo đảm tốt thông tin liên lạc, truyền hình, phục vụ bộ và các đơn vị toàn quân, triển khai làm điểm trong binh chủng về xây dựng và duy trì hoạt động trung tâm điều hành thông tin cấp 2. Tỷ lệ liên lạc vô tuyến điện luôn đạt từ 99,99% trở lên. Thông tin quân bưu tổ chức vận hành thường xuyên hơn 30.000 chuyến, vận hành đột xuất gần 4.000 chuyến với tổng số gần 7 triệu km, chuyển nhận hơn 5 triệu công văn, tài liệu, tổng trọng lượng hơn 4.000 tấn, đảm bảo kịp thời, an toàn. Hoàn thành triển khai thi công nhiều công trình thông tin, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đặc biệt, đối với nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu, lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, còn bảo đảm tốt thông tin liên lạc, truyền hình, bảo vệ và phục vụ các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, công tác đối ngoại quốc phòng, phòng chống dịch COVID-19 và nhiều nhiệm vụ đột xuất khác. Là cán bộ trẻ, bản thân tôi luôn học tập và quán triệt đầy đủ nội dung của phong trào thi đua quyết thắng và thực hiện các chỉ tiêu phong trào thi đua sát với thực tiễn của đơn vị mình. Qua phong trào thi đua đã giúp tôi và các đồng chí trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với bản thân tôi, trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính ủy các cấp thì tôi đã luôn nỗ lực cố gắng vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, đó là bảo đảm thông tin lạc thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu. Trong các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với cái sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng trong toàn lữ đoàn thì đã góp phần cho không chỉ cá nhân tôi mà tập thể phòng tham mưu là luôn nỗ lực cố gắng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đặc biệt là trong nhiệm vụ bảo đảm thông tin lạc thường xuyên và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thời gian tới, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 205 tiếp tục tổ chức giáo dục sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, biến nhận thức thành hành động tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Tại đại hội, Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 205 đã trao thưởng tặng 8 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.